Dạ ba. 1-0 rồi mẹ. 1-0 thôi ba, không sao. Mình đang chiếm thế thượng phong nha. Cố lên mẹ, cố lên mẹ. Cho bà nút một miếng. Dạ. Không có uống chung. Dưới gọc lụ. Rồi à, thằng Phụng nó hẹn con mấy giờ? Thưa thầy. Ừ? Con hẹn nó đúng 9 giờ. Trễ 5 phút coi như bỏ cuộc. Có cần phải khắt khe quá không con? Thanh niên mà. 9 giờ 10 giờ cũng được, 11 giờ cũng được. Thầy đang rảnh mà. Rồi. Kèo dưới chắc luôn. Shop ế quá lầy. Ừ? Con nói nhai không mà nó nghe chập 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 chập. Ô tù đồ à. Sao mà nó ngon thế. Đòi ông Hùng nó hẹn con mấy giờ? Thưa thầy. Con hẹn nó đúng 9 giờ. Trễ 5 phút coi như bỏ cuộc. Con cần phải khắt khe quá không con? Thanh niên mà, 9 giờ cũng được, 10 giờ cũng được, 11 giờ cũng được. Thầy đang rảnh mà. Máy 3, 2, 1 dẹp. Tung 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 tung. Các hộ đủ bự.